Cửa hàng Hoa Lan xin chào cô chú. Phần ngày hôm nay thì bên cửa hàng bên con xin giới thiệu với các cô chú một số giò da hạt ta ly lưỡi đỏ nha cô chú. Và tên đầy đủ nó là da hạt Di Linh Xuân, tiểu khu ta ly lưỡi đỏ, rất là đẹp cô chú. Tại quay nó hơi bị cháy nắng nên nó không còn đẹp lắm. Lưỡi đỏ nè cô chú. Và hiện tại số lượng con chỉ còn khoảng có 15 chậu thôi. Và số điện thoại của con là 0908 846-04. Và địa chỉ cửa hàng phường 4, Tiến Chánh, thành phố Tân An, Long An. Vào đây sẽ giới thiệu với các cô chú một số hành cây của nó. Mã số 1 nha cô chú. Mầm đang bắt đầu nó ra rễ rất là tốt nè. Phúng rễ ra rất là nhiều luôn cô chú. Xanh mướt luôn. Đây là mã số 1 nha cô chú. Ta ly lửa đỏ, hàng giao hàng. Mặt hoa thì khỏi chê nha cô chú, rất là đẹp. Và giá của giờ này là 300.000, đây là mã số 1 nha cô chú. Giá là 300. Và cái thân này là dài được khoảng có 10 cm nha cô chú. Giờ mã số 1 300.000 nha cô chú. Ta ly lửa đỏ, đây là hàng giao hạt của chú. Rễ nó phúng là rất là tốt. Mã số 1 300. Tiếp theo là mã số 2 nha cô chú. Cộng này nó dài được khoảng cỡ 13-14 cm. Giá tiền cũng là 300.000 luôn. Đây là mã số 2. Ta ly lửa đỏ, đây là hàng giao hạt nha cô chú. Mã số 2. Ba trăm nghìn mã số 2 nha cô chú. Đây là mã số 3 cô chú. Giá tiền của nó là 300.000 luôn. Giờ mã số 3, giá là 300. Và cái cọng này là nó dài được khoảng có 10 cm cô chú. Giờ mã số 3 và giá tiền là 300.000. Tiếp tục giờ ta ly lửa đỏ mã số 4. Cộng với giá tiền là 300 nha cô chú. Và số lượng chỉ còn khoảng 15 chậu thôi. Hết hàng rồi cô chú. Cộng mà dài khoảng 11-12 cm nè. Cây rất là đẹp luôn cô chú. Lá xanh mướt luôn. 300.000 cho giò mã số 4. Và tiếp tục đây là giò ta ly mã số 5 của chú. Cây này vẫn đang đi ngọn nha cô chú. Thân tím rệm luôn nè. Và cộng này nó có một số mầm ở gốc nè cô chú. Giá tiền của nó cũng là 300.000 luôn. Ở đây là giò mã số 5, giá tiền là 300. Và cọng này nó dài được khoảng cỡ 12-13 cm luôn cô chú. Đang có 1-2 mầm dưới gốc luôn. Mã số 5, 300.000. Bản lá to, dày rất là đẹp luôn nè cô chú. Lá rất là dày. Giá là 300.000 và đang có một số mầm nữa cô chú. Tiếp tục đây là mã số 6. Đây cô chú nhìn cái thân nè, thân tím rệm luôn nè cô chú. Cây rất là đẹp luôn. Đây là mã 6. Đây là ta ly lai với lại xin lỗi chú, đây là ta ly gieo hạt của chú. Và cái thân này là nó dài được khoảng cỡ 11-12 cm. Ta ly gieo hạt nha cô chú. Rễ nó bắt đầu phúng ra rất là tốt luôn nè. Rễ nó bắt đầu phúng ra nè cô chú. Giá tiền là 300.000. Đây là giò mã số 6. Mã số 7 nè cô chú, đang có một thân già. Và cái mầm này nó bắt đầu phúng rễ ra nè. Nó đang có mầm luôn. Và cái mầm này là nó dài được khoảng cỡ 10 cm của chú. Và giá tiền của giờ này cũng là 300 luôn. Mã số 10, xin lỗi chú, đây là mã số 7. Giá tiền là 300.000 nha cô chú. Mã số 7. Giá hạt Di Linh Xuân, ta ly lửa đỏ. Mã số 7 giá tiền là 300. Tiếp theo đây là mã số 8 nè cô chú. Giá tiền của cộng này cũng là 300.000 luôn. Và đây con sẽ quay hình cận cảnh cho các cô chú xem. Và cái kích thước cây con đã có đo rồi nè cô chú. Cọng này nó dài khoảng 13 cm. Và giá tiền của nó cũng là 300.000 luôn cô chú. Đây là giò mã số 8. Giá là 300.000. Và tiếp tục đây là mã số 9. Cọng này giá tiền cũng là 300 luôn. Con đo nè cô chú, thân này nó dài được khoảng 14-15 cm nè. Giò mã số 9 giá tiền là 300.000. Mã số 9 nha cô chú, giá là 300. Mã 9. Tiếp theo thì tới cái size này nhỏ hơn tí cô chú. Đây là mã 10. Và giá tiền cộng này là 250.000 nha cô chú. Nó dài được khoảng cỡ 10 cm nè. Giá là 250.000. Đây là giờ mã số 10. 250.000 nha cô chú, mã số 10. Tiếp tục đây là mã số 11. Thân này rất là tím nè, đã đứng ngọn cô chú. Cộng này thì nó dài được khoảng có 10 cm nè, 11 cm. Đã đứng ngọn nè.
giá tiền cũng là 250 luôn. Đây là giờ mã số 11, 250.000 nha cô chú, mã 11. Ô 13 cô chú. Và cổng này là nó dài được khoảng 12 xăng. Đây là giờ mã số 13. Mã số 13 nha cô chú. Đang đi ngọn rất là khỏe luôn. Giá của nó là 250.000 giờ mã số 13. Ô cuối cùng nè cô chú. Đây là mã số 14, mã số cuối cùng. Cộng này thì dài được khoảng 10-11 xăng. Và giá tiền của nó cũng là 250.000 luôn nha cô chú. Đây là giờ chỉ hạt mã số cuối cùng. Mã số 14, giá là 250.000. Và hiện tại thì con chỉ có khoảng 14 chậu thôi cô chú. Và số điện thoại bên con là 0908 846-04. Và địa chỉ cửa hàng phường 4, Tuyến Chánh, thành phố Tân Nghĩa, Long An. Và cửa hàng Hoa Lan của mình xin chào cô chú. Ta ly lưỡi đỏ nha cô chú, hàng giao hàng.